Học hành thật dễ dàng khi bạn là con gái của hiệu trưởng. Để xem, mấy giờ của lớp học tin? Ồ, gì vậy hả? Lucy, tại sao em không mặc đồng phục? Em đâu có được mặc bất cứ thứ gì em muốn khi đến trường như vậy. Thầy ấy mắng con gái của mình. Không được như vậy nữa nha. Vâng ạ. Nhưng hiệu trưởng không cho ai làm con gái của ông buồn. Nhìn nè, có đồng phục mới rồi đó. Chào Lucy. Lucy, sao em đi trễ vậy? Em xin lỗi. Ngồi đi con. Vì lợi ích của con gái mình, hiệu trưởng có thể cho cả trường mặc váy luôn. Ôi, tóc mình ghê thiệt. Phải làm gì đó ngay mới được. Gọi mình hả? Không. Ba ơi, con cần phải tắm ngay bây giờ luôn. Hiểu rồi, xong ngay đây. Cái này sẽ có tác dụng. Mong ba có thể giải quyết thật nhanh. Ôi, mình ướt hết rồi. Chính xác là thứ mình cần luôn. Là chuông báo cháy sao? Các em, mau ra khỏi lớp. Tốt hơn nhiều rồi. Cảm ơn ba đã giúp con. Ba là nhất. Yêu con. Cuối cùng cũng được ăn trưa. Mùi thơm ghê. Nhưng vị như rau củ vậy. Ôi, ba. Sao? Đừng ăn mấy món này, không tốt đâu. Ba lại dậy nữa rồi. Không sao, mình vẫn còn. Ba biết hết chỗ con giấu đồ nha, con yêu. Sao cũng được. Âu. Té đau ghê. Ô, biết rồi. Ở đây không ai thấy mình. Cuối cùng mình cũng được ăn một miếng rồi. Dưới bàn cũng không trốn được ba đâu. Con lấy cái này ở đâu ra vậy? Lẽ ra mình phải trốn kỹ hơn. Mình sẽ đói lắm đây. Nhưng hiệu trưởng lại không kiêng cự món gì cả. Ba. Ôi, thật luôn. Ăn bông cải lành mạnh đi. Trả lại món đó cho con. Cảm giác như sắp gãy răng vậy. Không, ăn không được. Khoai tây chiên ngon hơn. Trận đấu trường học nào cũng phải có cổ động viên. Xem nè, điểm tiếp theo rất là quan trọng. Bọn mình cùng nhảy thôi. 1, 2, 3, 4. Chúng mình có thể làm hơn thế. Đội chúng ta là đỉnh cao. À! Lucy, có sao không? Hình như là mình trật chân rồi. Lại ghế ngồi đi Lucy, để bà lo. Chúng ta sẽ chiến thắng. Chúng ta sẽ vang danh. Xấu hổ thiệt. Chắc sách ở trong này. Hả? Cửa bị kẹt sao? Mia, bạn giúp mình mở tủ ra được không? Này của bạn đúng không? Hả? Là tủ quần áo trong phòng mình. Ba. Con thích không? Con yêu. Giao hàng đặc biệt cho con đó. Trong này có mọi thứ con thích. Nhìn nè, còn có cả chiếc mã quý tộc luôn. Hồi nhỏ con thích lắm mà. Kỵ sĩ sao? Nhắm mắt lại đi, coi như chưa nhìn thấy gì ha. Ôi, chuông báo thức lại kêu hả? Mình không muốn dậy chút nào. Ba, hôm nay con không muốn tới trường. Ok, để bà sắp xếp cho. Lucy, dậy đi. Chuyện gì vậy? Tới giờ học rồi. Không thể nào. Là thật đó. Hôm nay ta sẽ học về cuộc đấu tranh giữa tình yêu và cái chết trong Romeo và Juliet. Mình không có tập chép ở đây luôn. Đây, lấy của mình nè. Cảm ơn bạn nha. Giờ thì phải chép bài. Ai muốn giải bài nào? Lucy, làm đi em. À, em nghĩ đáp án đúng là 28. Phải không cô? Cái cơ bản mà cũng không biết. Phải là 30 chứ. À, em sẽ ghi nhớ. Sao bạn lại không biết được chứ? Em nói gì? Bảo vệ.
Tránh ra. Anh bạn, anh đang làm gì vậy? Con gái của hiệu trưởng không thể trả lời sai được. Đây là sách mới hả? Sách cũ có vấn đề gì sao? Ok, hiểu rồi. Công thức đã cập nhật lại rồi sao? Giờ con gái quý giá sẽ không bị điểm ép nữa. Em về chỗ nha. Em trả lời đúng rồi. Ba, con lại bị điểm ép rồi. Con là học sinh kém, con xin lỗi. Không một chút đỡ hơn rồi. Cảm ơn ba. Con gái tội nghiệp. Con bé đang gặp khó khăn, con mình. Lúc nào ba mẹ cũng buồn khi thấy con mình vất vả. Rồi sẽ ổn hết thôi. Chuyện gì vậy? Bia, lấy trước đi em. Vâng. Có nhầm không ạ? Đề của em đó. Sao mà giải kịp hết trong một tiết được? Thầy không quan tâm. Không công bằng. Ba ơi, tới con nha. Đừng vội con gái. Con có đề đặc biệt ở đây luôn nè. Của con đây. Thật luôn. Con làm được mà. Mình sẽ cho ba thấy là ba đang đánh giá thấp mình. Có vẻ con gái của hiệu trưởng đã quyết định nổi loạn. Xong rồi. Tốt. Ôi không. Sao lại như thế này? Giờ coi ba làm được gì. Không thể nào. Ba sẽ giả vờ không thấy câu trả lời. Không công bằng. Con sẽ tự lấy điểm cao được mà. Bạn ấy mua cái đầm y chang mình luôn. Đúng là giỏi bắt chước mà. Ôi trời. Váy dài bao nhiêu vậy? Ở trường em không được mặc váy ngắn như thế này. Có vấn đề gì ở đây vậy? Thầy tự xem đi. Chỉnh lại dễ thôi mà. Ok. Vậy đó. Xong rồi. Ba, ba làm gì vậy? Hết vấn đề nha. Cảm ơn thầy, thầy ra nốt. Phải tôn trọng luật lệ. Mình cũng phải cần chỉnh lại nữa. Hôm nay, lớp làm bài kiểm tra. Tập trung nha. Và đừng có gian lận. Ồ, bạn ấy làm gì vậy? Tán tỉnh con gái của mình trong lúc làm bài kiểm tra sao? Mình không cho phép. Thế nào rồi? Cảnh này hài hước ghê. Mình chụp tự sướng với nhau đi. Vậy mà đẹp ghê. Em nên tập trung vào việc học chứ không phải con gái của thầy. Bình tĩnh ba ơi. Về nhà nói chuyện. Làm bài tiếp đi. Hôm nay ba không được vui rồi. Bỏ xuống đi. Nhưng mình muốn ăn rau, không phải món nhấp nháp này. Đừng có kén chọn. Thôi nào, đi đi. Hy vọng là thực đơn hôm nay có món gì đó ngon. Như mọi khi. Chúc ngon miệng. Nhìn ghê quá, mình không muốn ăn chút nào. Con gái mình phải được ăn món đặc biệt. Làm lại ngay. Vâng, tôi xin lỗi. Chắc con gái anh muốn ăn một bữa sành điệu. Nhưng đừng hòng. Đây là bếp của tôi. Và mọi người đều có thực đơn như nhau hết. Ồ, cháo của chị ngon lắm mà. Ăn ngon miệng nha. Các em, kết quả bài kiểm tra đây. Giỏi lắm, làm tốt lắm. Mình được điểm A. A B của em đây. Hả? Nhưng em đâu có bị điểm F được. Thầy xin lỗi, chắc thầy nhầm lẫn. Thầy đưa nhầm bài rồi. Em điểm A cộng. Wow, em làm hay ghê. Ôi không, sao mình lại rớt bài kiểm tra được. Cả lớp, các em làm tốt lắm. Nhưng em đâu có làm sai câu nào đâu. Kiến thức của các em quan trọng hơn bài làm. Bạn có thích video này không? Hãy nhấn thích, đăng ký kênh tụi mình và đừng quên bật thông báo nha. Tạm biệt.